Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về những cái lợi ích khi mà mình trồng cây cà pháo mình kinh doanh nha các bạn. Thì thấy có nhiều anh em hỏi mình á, các bạn mua hạt giống về các bạn cũng hỏi nhiều lắm, nói chung là tư vấn cũng nhiều. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái lợi ích về khi mà mình trồng cái cây cà pháo này nha các bạn ha. Là cái thứ nhất á, là mình có thể là mình xen canh được với những cái loại cây mà có tàn to, như mình ở đây mình đang xen canh với cây chanh nè, các bạn thấy không? Mình trồng rất là nhiều luôn, mình xen canh bên đây nè. Cứ ở đây là một cái gốc chanh, bên đây thì mình sẽ trồng xen cà pháo. Các bạn xem nè, đó. Cái lón này là mình cũng mới trồng nha các bạn ha. Ở đây là mình trồng cây chanh nè, thấy không? Đây là cà pháo nè. Bên đây nữa nè. Thì cái đó là cái lợi ích thứ nhất là mình có thể là mình trồng, mình xen canh được. Ví dụ như anh em trồng dừa đi, mà anh em mới bắt đầu trồng đó, rồi đất còn trống nhiều thì anh em xen canh với dừa, hoặc là như mình đây là mình xen canh với chanh nha các bạn ha. Mình cũng có một cái mô hình là đang trồng dừa đó, mốt mình sẽ xen canh vô mình chia sẻ cho các bạn luôn. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ nói là về giá ha. Đối với cây cà pháo này nè, nó ăn được rất là lâu luôn, nó ăn tầm đâu khoảng đâu là một năm nha các bạn ha. Từ cái ngày mà mình gieo đến mình trồng á, là khoảng đâu là 60 ngày là mình bắt đầu là mình hái trái, và mình ăn luôn là cả năm nha các bạn ha. Ở đây mình có một số cây cà pháo nó đang bị lão nè, rất là lâu luôn rồi đó, nhưng mà nó vẫn là ra bông nha các bạn ha, cũng như là ra trái nè, các bạn thấy không nè. Cái cây này là cũng gần cả năm hết ráo rồi nè, nhưng mà vẫn còn rất là xanh nha các bạn. Thứ ba nữa là nó sẽ không có tốn tiền vốn của mình nhiều. Ví dụ như các bạn mà mua hạt giống đi, như là mình ở đây thì mình cũng có chia sẻ giống cho các bạn, tầm đâu là 100g là chỉ có 100 mấy thôi, là tính luôn cái tiền ship đó. Về các bạn trồng được là một công đất, tức là 1000m² nha các bạn ha. Rồi các bạn chỉ bón phân như là phân 20-15 thôi. Một tháng là mình chỉ bón phân là một lần. Tại vì cái loại cây này á, mà các bạn bón phân mà nó càng nhiều đi là nó sẽ không có trái, mà các bạn bón ít thôi, chủ yếu là bón cái kali á là được. Đó, còn cái giá thể ở đây thì các bạn chỉ việc sử dụng là cái sơ dừa thôi nè. Đó, anh em thấy không? Cái sơ dừa thôi. Mà bao sơ dừa giờ thì khoảng đâu là 50 ngàn đó. Là anh em trồng một công đất là phải ru luôn. Như đây mình đang cái mô hình này là mình đang trồng xen canh với cây chanh một năm nè, anh em thấy không? À, cứ một cây chanh là một lớp cây cà pháo nè. Quay cận cảnh nha, khúc này mình trồng cũng lâu rồi, tại đất đây nó hơi xấu thôi. Đó anh em xem nè, toàn bộ là xen canh hết. Thì đó là một trong những cái lợi ích ha. Và khi mà cái giá của nó các bạn, dù như có đợt dù như nó 4.000 đi, thì mình có thể mình hái, mình có thể là mình bán giá rẻ đi, nhưng mà qua một tuần sau đi là giá có thể là nó lên liền. Tại vì giá cà pháo thì nó thay đổi. Ví dụ như tháng này, tuần này là 7.000 đi, tuần sau là nó có thể là 9.000, nhưng tuần tới nữa có thể là 4.000. Thì nó thay đổi, nó luân phiên như vậy nha các bạn ha. Đó, anh em xem nè. Ở đây thì mình có hệ thống ống nước, hôm trước mình có quay cho các anh em xem rồi. Và khoảng cách trồng thì anh em xem nè. Ở đây thì mình chừa cái đường đi nha các bạn ha, tại vì chưa cho nó bung cái tàn á. Ở đây nè, cái khúc này là mình hái nè, mình đứng mình hái nè, đúng không? Mình hái nó hai bên. Qua bên đây thì mình cũng chừa cái rãnh nè, để mình đi bên đây. Để mốt nó ra tàn mình đứng đây mình hái, nó rất là khỏe. Anh em mà trồng sát sát với nhau thì sau này anh em hái nó cực lắm. Đó, thì đó là những cái lợi ích mà khi mà mình trồng cây cà pháo nha các bạn ha. Cái lợi ích là thứ nhất là nó không có tốn phân nhiều nè, mà anh em có thể là xen canh được nè, mà giá nó rất là ổn luôn. Ví dụ như là 10kg đi, mà anh em bán giá là 9.000 đi, thì 10kg là anh em đã có 90.000 rồi. Nhưng mà một công đất á, mà anh em mà trồng anh em bán ra đi, thì nó khoảng đâu là bèo lắm cũng phải là 200kg cho một công đất. Đối với cái đất mới ha, mình nói ở đây là 200kg nhưng thật chất là nó có thể hơn. Anh em nào trồng rồi thì anh em cũng đã biết rồi. Đó, anh em xem cái mô hình của mình nè, toàn bộ là trồng xen canh hết. Mình đang chuẩn bị mình làm cho cái mô hình bên đây luôn. Cái mô hình bên đây thì mình cũng mới trồng nè, anh em xem nè. Đó, anh em xem thấy không? Rất là ok luôn. Cái này là nguyên dàn chanh của mình nè. Còn sẵn là chia sẻ cho anh em giá chanh ha. Giá chanh hiện tại là rất là cao nha mọi người ha. Khoảng đâu là 20.000 một ký là tại vườn ha. Tại vườn luôn á. Nó thì anh em xem sơ qua cái cách mình trồng nha. Mình cũng trồng nhiều lón lắm. Có lúc có lón đang có trái, rồi lón nó đang ra bông, còn lón này thì mới trồng. Đó, anh em xem. Thì cây cà pháo này nó đặc biệt là nó, các bạn nên trồng cao ha, mà có trồng thì lên liếp, chứ đừng có để mà trồng nó ướt ha, ướt là nó bị lỡ cổ rễ nó chết á. Về sau bệnh thì nó chỉ bệnh là như là chết nhát thôi, với sau đục thân thôi, với rầy này nọ các bạn, những bệnh mà thông thường thôi. Đó,
Rồi thì video ngày hôm nay là chia sẻ cho anh em những cái lợi ích về trồng cây cà pháo ha. Anh em nào cần hạt giống thì cứ liên hệ mình. Ở đây thì không phải mình quảng cáo gì, nhưng mà kiểu như là mình bán cho anh em là cái giống chất lượng. Anh em về anh em trồng nó ok, chứ mà anh em mua giống ở trên mạng về á, anh em trồng vẫn được. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là khi mà anh em trồng nó ra nó trắng xanh, anh em không phải là cái loại mà giống trắng giòn á, anh em bán nó không có ra đâu, lá nó ép giá. Đó, anh em cứ tìm hiểu trước rồi anh em hãy liên hệ với mình ha, đối với anh em nào mà cần giống ha. Đó, rồi mình cũng xin được mến chào nha.